Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube này nha. Rồi ok, thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với tất cả các bạn tô một cái màu cho cái hình vẽ mẫu ở đây nha các bạn nha. Đây, thì các bạn có thể nhìn sơ qua cái hình mẫu này thì nó có rất là nhiều màu ha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ kiểu như là mình sẽ không có làm giống như mẫu, mà mình sẽ là sao mọi người, mình sẽ tái chế lại. Có nghĩa là mình sẽ thay màu nha mọi người nha. Mình sẽ thay màu. Bây giờ mình cũng sẽ vẫn giữ ra cái màu vàng này nhưng mà cái màu ở bên ngoài. Ok, mình sẽ tô màu hồng nhưng mà màu hồng da người mọi người, màu hồng cam ấy thì nó sẽ đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đánh 1, 2 rồi chỗ này màu vàng. Bây giờ mình sẽ tô như vậy nha. Mình sẽ chia ra và mình sẽ tô làm sao mà cho nó nhìn nó cũng kiểu nó cũng những cái màu nó cũng sẽ tương tự nhau thôi mọi người. Nếu mà không có màu tương tự thì các bạn có thể thay luôn màu cũng được. Ví dụ như chỗ đó là một cái màu nude đi, nhưng mà mình không có, cho mấy màu mình không có thì mình có thể thay bằng cái màu khác mà nào mình cảm giác là nó sẽ thích hợp thì mình thay luôn nha. Ok, tiếp tục rồi tiếp tục là bỏ cái này trên đây màu vàng. Mình sẽ nhìn theo cái hình mẫu, cái màu mẫu á mọi người, nó sẽ tương ứng với cái chỗ nào thì mình sẽ tô theo như thế nha. Mình sẽ tô theo y chang luôn chứ không có. Đó, tô theo. Hôm nay là ngày 19 rồi, ngày mai là chắc mình phải đi châu đốc để mà mình làm cái chân mày của mình. Các bạn chỉ việc là sao làm như mình là ok. Đó rồi, ở đâu nữa, ở đây, ở cái tóc của cái hình mẫu này nó khá là nhiều cái chi tiết màu vàng ha mọi người ha, khá là nhiều cái chi tiết màu vàng luôn. Kiểu như là mình sẽ tập trung vào cái phần tóc thì một hồi cái váy mình sẽ tô một màu nha mọi người nha, chứ mình không thể nào mà tập trung một lần nhiều màu quá thì nó sẽ rất là mất thời gian các bạn. Chút xíu là mình đã tô nhầm ở bên kia rồi. Tới phần cua này là hơi khó tô nè, phải nhìn cho kỹ nè, tại vì nó móc vào trong đây. Là ở phần tóc bên ngoài này là màu vàng nữa. Tóc này là kết hợp giữa nhiều màu cũng ok mọi người, cũng đẹp. Nhưng mà có điều là khi mà làm cho cái người tô mọi người nó hơi kiểu chậm trễ, với lại kiểu mất thời gian thật sự luôn mọi người. Kiểu như mình tô như vậy á, mình tô như vậy mọi người thì rồi tiếp tục là cái gì ngoài. Rồi đâu nữa, à ở đây là chỉ còn một sợi màu vàng nữa thôi mọi người. Thật ra cái màu tóc này mình thấy là tới khoảng tầm 4 mèo, nhưng mà mình sẽ chỉ tô 2 mèo thôi. Rồi tiếp tục. Rồi cái màu tóc bên trên mình chỉ tô cái màu này. Màu hồng này. Mình sẽ tô vào những cái phần trắng còn lại nha các bạn nha. Tới cái phần váy thì mình sẽ tô một cái màu khác nữa. Cái màu này thì mình thấy là nó khá là dễ tô các bạn. Cái màu hồng kem kem này, mình thấy khá là dễ tô.
Ok, mình cứ tô thôi, mình không cần nhìn theo mẫu nữa. Mẫu thì tới 4 mèo, nhưng mà mình cảm giác là không nên tôm nhiều như vậy. Ok. Đó, tạm thời cái tóc mình sẽ tô xong như vậy. Tới cái váy nha mọi người nha. Cái váy thì mình sẽ tô duy nhất một màu ha. Cái váy này đây mình thấy là cũng khoảng 3 màu, đỏ, cam, hồng, nhưng mà theo mình thì mình sẽ không có tô nhiều màu như vậy đâu mọi người. Mình sẽ tô một màu thôi, mình sẽ tô màu xanh nước biển ha. Cảm thấy cái đầm này nó quá là nhiều chi tiết. Rồi, tiếp tục tô xuống. Mình tô một thời gian dài mọi người thì nó sẽ kiểu dễ bị mỏi các bạn. Chỗ này mình sẽ tô màu đỏ cho nó có họa tiết một chút xíu. Màu xanh này kết hợp với màu đỏ là quá ok luôn các bạn. Rồi ok, tiếp tục. Rồi ok, thì video mình tô một cái cô gái có tóc hai màu nhưng mà đến đây là kết thúc nha. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay thì để lại với mình một like bên cái kênh. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye.